Chào các bác, Pioneer S170 25 mã. Đây là một cái cặp loa khá là hiếm ở trên thị trường. Nó là cái bản nâng cấp của S170 trơn. Cặp loa cho chất âm rất hay và có thể nói rằng vô đối ở trong cái tầm tiền, vô đối ở trong cái tầm giá. Một cặp loa có thiết kế đẹp, hài hòa, cân đối, kích thước thì cũng khá là gọn gàng. Cặp loa này thì nó có một cái công nghệ khá là đặc biệt ở cái phần củ bát em đã tháo sẵn ra rồi. Thông thường thì củ bát thì các bác chỉ có nhìn thấy là một cái đường dây dẫn từ phân tần ra, có một cực âm và một cực dương. Tuy nhiên thì cặp loa này nó có tới 4 cái cọng dây dẫn ra, tức là nó sẽ có hai cái cuộn côn riêng biệt ở bên trong. Chính vì thế cái âm bát của cái cặp loa này ra cho cái chất âm rất tốt, tiếng rất tốt luôn. Đây là một cặp loa cho chất âm cực kỳ tốt ở trong cái tầm tiền. Cuộn côn kép gấp đôi những cái cặp loa thông thường khác. Ngoài ra thì cặp này thì có cái loa mid và loa chép cũng rất là đặc biệt. Chép thì sử dụng chép điện T-bon và mid. Mid làm rất là đẹp, mid to lớn. S170 một cặp loa thành công của hãng. Cặp loa này hôm nay về trong tình trạng đẹp xuất sắc và zin nguyên bản. Theo yêu cầu của nhiều bác thì muốn được test cái chất âm của cặp loa này và hôm nay thì em sẽ test cho các bác xem. Đầu tiên thì mời các bác xem cái phần hình thức bên ngoài, thùng vỏ cũng như góc cạnh của cặp loa cũng như là cái tuyến loa rất là đẹp. Đấy, chép điện T-bon, tất cả những cái cặp ở đây gồng kiềng còn rất là sáng đẹp, kể cả loa chép, loa mid, hai cái tinh chỉnh ở phía trước. Đấy, cái loa bass đây, cái gồng kiềng làm rất là gấu. Cái căng của cặp S170 cũng còn rất đẹp, phiên bản 25 mã. Bên trong khung xương bằng nhựa, các bác có thể là dễ dàng giặt rửa cũng như là vệ sinh. Phía đằng sau đẹp xuất sắc. Đây, mới chát luôn. Đấy, cọc loa zin nguyên bản. Cặp này thì công suất là từ 40 cho tới 120W, cũng công suất đáp ứng rất tốt. Đây ạ, các bác cùng nhau xem phần thùng vỏ góc cạnh ở bên này, nét căng luôn. Các cái chi tiết bên phía sau phần hậu còn rất mới. Đây là một cái cặp loa xuất sắc. Bên trong nội thất sử dụng rất là nhiều bông thủy tinh và có những cái tấm lưới vải để chắn bông thủy tinh. Phân tần thì sử dụng phân tần kép. Cặp này thì có hai phân tần riêng biệt các bác nhé, rất đẹp, rất đẹp. Còn đây là cái phần củ bát của chúng ta. Củ bát này thì xương nhôm đúc, có dập nổi những cái thông số ở đây, logo của Pioneer. Đấy, vàng ươm luôn. Đấy, nó sẽ có hai cái cuộn cảm đi vào, hai cuộn dây đi vào hai bên, rất là khủng. Bây giờ em sẽ lắp lại và test cho bác nghe cái chất âm. Loa rất đẹp, xin nguyên bản. Cặp này thì bói cũng không ra cặp thứ hai đâu, rất hiếm. Các bác lưu ý là rất là hiếm luôn. Em sẽ tiến hành lắp lại, các bác chờ em trong giây lát. Vâng, em đã tiến hành lắp xong cặp loa S570. Sản phẩm có mức giá 12.500.000. Các bác có nhu cầu alo cho em. Shop bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giao hàng toàn quốc thưa các bác. Giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Mời các bác chúng ta cùng nghe. Cặp này cho chất âm rất tuyệt vời, tiếng sáng, leng keng và chi tiết, đồng thời bát đánh mềm, sâu. Thank you.
12.500.000 cho cặp F170 phiên bản 2 la mã hiếm gặp trên thị trường. Các bác có nhu cầu alo cho em. Qua thị trấn sau những ngày đánh trận, đưa nhau về đây chân quen đã soi, nên ngày đêm tối xa này vùng ma quái liêu trai. Tôi lính trận ngược xuôi đó đây tạm vui chơi ngần ấy quanh mấy đường. Hai là mã một cặp duy nhất thôi. Các bác có nhu cầu nhanh tay alo cho em. Cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.